Rocky. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một con map là một con map Lucky Block ở trong Mini World nha. Thì anh em đã thấy là hiện tại bây giờ mình đang face cam nè, anh em có thấy mặt mình không? Thì từ bây giờ mình chơi mini game thì mình sẽ face cam lên cho anh em thấy được mặt của mình nha. Những bạn nào mà muốn mình xâm mặt ở trên những cái video chơi mini game của Mini World, anh em hãy bình luận lại số 1 cho mình biết nha. Thì nhiều bạn bình luận số 1 thì từ nay mình chơi mini game mình sẽ xâm mặt cho anh em xem nha. Đó, hiện tại là mình đang đội cái mũ tai nè, cái tai này có thể lắc lư nè anh em. Trời ơi, khá là đáng yêu luôn ha. Ok, hôm nay mình chơi mini game này mình có mời thêm anh Mr. Vịt với lại là Kyron TV. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái trò chơi, chính là chúng ta sẽ đập Lucky Block. Anh em thấy là ở đây là trong Mini World nhưng mà nó vẫn có Lucky Block nè anh em thấy không? Trời ơi, Lucky Block này cực kỳ xịn luôn nha, nhìn y hệt như Lucky Block bên Minecraft luôn, cực kỳ đỉnh luôn. Ok. Đúng rồi, y chang luôn. Tính ra cái này y chang luôn á. Đúng rồi anh, nhìn nó y hệt luôn, chẳng khác thế nào luôn á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nè, đập Lucky Block, sau đó là solo xem ai sẽ là người chiến thắng nha. Đó, ok chưa, bị chưa? Trong này nó cho mình những cái gì vậy? Em không biết nữa, hình như trong đây nó có cả những cái đồ tốt với là những cái bẫy nữa, nó rất là hay luôn. Nó không có phải là kiểu nó chỉ có vài món đâu, nó có rất là nhiều món luôn anh. Ok, bắt đầu thôi anh em ơi, vào nha. Yo. Rồi, ok, nhanh đi lượm đồ nè. Đó. Thì theo như em biết luôn á Vịt. Ui, chú kim cương là cái này nè, Lucky Block này không phải là nó cái màn nào nó cũng ra có nhiêu đó không đâu, nó ra từng món đồ khác nhau. Ui, rất là nhiều thứ khác nhau. Bơm. Trời ơi, bơm nó nổ. Xém nữa mình đứng ngay quả bơm mình chết rồi. Cái này có lợi cho mình. Hôm nay là mình chơi sóc luôn nè. Cái súng chứ không cần đồ gì nhiều luôn. Gãy cực mạnh nha. Rồi cái này là gì đây? Cái này là thịt. Sao con nó bắn mình vậy trời? Ui, dũng nham. Phải trước, dũng nham chạy. Ok, chạy, một chạy, cái hạt gì nè. Ui, laser, lại tiếp tục là laser nè. Ok. Rồi, ok, chạy thôi, sông phi nào. Ôi. Ui, con gì nè? Mày. Ok. Xin ra cái giáo này mạnh phết. Ui rồi, phải cái trước, em té rồi. Xin. Sao có cái đèn hoa đằng đây vậy? Ui no, tôi rớt rồi. Oh my god. Và đây hình như mấy con mà tấn công mình trong đây á là nó không phân chia ra là đội nào đâu, nó tấn công hết luôn. Gặp ai nó cũng tấn công hết. Ôi trời. Shit, bom nó làm mình té rồi. Oh no. Chết, anh cầm cái súng gì ghê hả? Không, anh đang bị mắc kẹt đây nè, anh không đi được nè. Mình thử đặt block không đặt được các bạn ơi. Dính nhà hả Bạch? Không, đặt block được anh, đặt block bên phải anh đó, hồi nãy anh đặt block được. Không được, à đây được bên này được này. Đúng rồi, được mà. Đi xuyên qua bên này nó còn đỡ này. Ôi lại là mấy con này nữa, shit. Nó đánh mình. Con lava là mình rất là khó qua các bạn ơi. Ôi da, no, té rồi, shit. Qua được. Tức quá à. Phải trưởng, em té nãy giờ mấy chục lần luôn á Bạch. Qua được rồi nè, hấp dẫn, ok. Nãy thấy luôn anh té mấy chục lần luôn á. Rồi té nữa. Nguy hiểm lắm á. Phải cái trưởng té thêm lần nữa anh ơi. Phải cái trưởng thật. Ôi no. Lại té à. Không tin được. Cái khúc em bắt cua á. Em bắt cua dở quá. Té hoài luôn á. Bắn cái đi. Nhưng mà cái chỗ này nó hơi nguy hiểm xíu nè. Bắn nè. Chết mày đi. Đó, mình sẽ nhảy qua đây các bạn ơi. Ơi Bạch, anh có bị té nhiều ở cái chỗ bắt cua không? Em chỗ bắt cua em té hoài luôn á. Anh té từ nãy giờ không biết bao nhiêu ván rồi. Anh nhìn thấy Kai là. Thế là Kai vẫn đứng cạnh anh vậy. Ok đây rồi. Đang đứng để nhìn anh không? Chứng... Nhìn anh phía trước. Chứng tỏ là Kai nó cũng té nha, nó xạo đấy. Em vẫn dẫn đầu ha ha, từ nãy giờ em dẫn đầu nè. Dẫn đầu xong rơi xuống luôn. Vãi cái chứ. À, ui sao lại còn có à cái này hình như mình có cái này có thể xài được này. Ok, cái gì đây? Hạt dẻ hình như không phải là để ăn các bạn. Ghê. Quăng qua đồ anh. quăng qua được. Cái này mình... ném được nhưng mà nó không có tác dụng để gây đam, nó cũng vậy à. Mình không ném cái gì qua bên chỗ Vịt được hết. Cái này hình như là trong chỗ này là nó cản rồi, tức là trên cái đường mà mình đang đập lắp. Vì được không? Ui, cản rồi mà. Ui, lại con này nữa, đậu phòng sao con này gặp xuất hiện qua vậy? Ui. Đây. À, đập bên này. Ok bạn, đó mình săn được bên này rồi, bây giờ mình sẽ bay này. Ây da, trúng bom rồi. Ủa sao lần nào cứ gặp cái cục này cũng trúng bom vậy? Ok, lưu điểm hồi sinh ở đây cái đã. Trời ơi, cái này rớt một cái đúng nguy hiểm luôn á. Thôi bây giờ em sẽ đi tới cái thủ trước luôn nè. Thủ trước gì? Trời ơi, Phong mới là người tới trước nè bạn ơi. Gì bèn, giấy to bèn. Ok bạn ơi, mình đã ra rồi. Cố lên.
Để phong phong tới rồi nè. Ủa đậu xanh rồi đó. Tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Cái đơn nè, cái đơn nè. Có thấy không? Ở đây mình cứ tưởng là hai trái bom đấy là hai trái bom để gọi là để nhụm, cuối cùng nó lại hai trái bom nổ chết mình, đậu xanh. Ở chỗ này của tôi là có rất là nhiều đồng minh của tôi ở đây luôn nè, thấy không? Mày thích. Dịch kìa, tấn công dịch cho tôi. Dịch nè, chết dịch nè. Ok, cái đơn nè, cái đơn nè. Thấy đồng minh của tôi nhiều không? Tấn công. Thấy đồng minh của tôi nhiều không? Đồng minh của tôi không đó. Tấn công đi. Cái đơn nè. À, cái đơn tấn công mình, Cái đơn. Cái đơn nè. Ông dịch nóc nhà kìa, ông leo nóc nhà kìa cái đơn. Ôi. Lên giết dịch. Ông lên nóc nhà, ông chọi bơm phải chưa? Chọi bơm nè, giết hai người luôn, mình giết hai người luôn. Ok. Không mất máu hả? Không phải không mất máu, có cho anh nhưng mà ít à. Ok từ. Cái đơn bên đây. Nè, phóng cơ. Trời ơi chết rồi. Phong nè. Dịch nè. À. Cái đơn nè. Ôi dịch. Phong nè. Đi vô trong nhà mày. Chạy hả? Ăn quả bơm đi nè. Đây, chạy hết. Mình đã thắng rồi anh em ơi. Yes. Phong cận đã chiến thắng rồi. Thấy chưa? Ôi trời ơi, cái gì sao nhiều phong cận vậy? Nhiều phong cận, nhiều mít tới vịt chứ không thấy anh Caron đâu luôn. Cái màn hình luôn á. Ok, trời ơi, Phong được mà 10 điểm luôn, chuẩn 10 điểm luôn anh em ơi. Kỳ này Phong thi là Phong sẽ được 10 điểm nè. Tiếp không? Ôi, và chào đi hết rồi. Ok. Ôi rồi. Nó rối vãi các chữ luôn. Ok. Ok giờ nè. Ok thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Thì hồi nãy mình với anh Vịt với lại Kairon đã làm một cái trận chiến cực kỳ là gay cấn luôn. Đó thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hỗ trợ kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camo TV, để subscribe hỗ trợ các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa, đó chính là Kairon nè, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa đó nha. Và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Trân trọng giới thiệu với các bạn một series mới được sản xuất bởi YouTuber Phong Cận TV cùng các thành viên của Hero Team. Ninja cận thị.